kìa. Chú Vũ, Lucky. Anh Chi. Lâu lắm rồi mới gặp em. Trời ơi, Lucky phải chào chị Chi đi chứ. Lucky ngoan nào, Lucky ngoan nào. Chào em. Chú ơi, cháu có thể đưa Lucky đi chơi một tí được không ạ? Được chứ. Vậy bây giờ Lucky đi chơi với chị Chi nha. Vâng. Đi sớm nhé. Chị dẫn đi chơi đi. Lucky ơi, đi, đi nào. Lucky, ra đây. Lucky, đi nào. Anh tính mời cô cháu qua nhà chơi, nhưng mà anh sợ em không tự nhiên nên hẹn ra đây luôn. Tôi cũng chỉ muốn hỏi anh chút chuyện thôi. Ngày mai ra tòa, tôi đang sợ anh Trần sẽ... Em cứ yên tâm đi, lần này á Trần sẽ không đổi ý đâu. Em lại lo chuyện giống bà Sinh chứ gì. Nói đúng hơn là tôi sợ lại thất bại lần nữa, trong khi tôi muốn thắng hơn bao giờ hết. Tôi muốn bố tôi được yên tâm rằng tôi có thể chiến đấu và chiến thắng. Tôi không muốn mẹ tôi phải lo lắng cho tôi nữa. Và tôi muốn công bằng cho cả tôi và con của tôi. Từ trước đến giờ tôi không đấu tranh, nhưng lòng tôi không cam chịu. Tôi không phản kháng, nhưng không có nghĩa là tôi nhu nhược. Để họ muốn làm gì tôi thì làm. Anh hiểu mà. Nhưng lần này em cứ yên tâm, việc của Trần anh ta không thể đổi ý được, vì có liên quan tới mẹ của anh ta. Hiện tại á, mẹ của Trần là bệnh nhân của anh, một ca rất khó. Lúc đầu á thì bác ấy cũng không muốn điều trị và muốn giấu Trần, nhưng anh đã năn nỉ bác ấy nói chuyện với Trần và cũng đã thuyết phục á giúp Trần để bác ấy điều trị. Tôi lại nợ anh ân tình này rồi. Em lại nói vậy rồi. Là anh nợ em chứ. Chuyện quá khứ đã qua rồi, anh đừng vì áy náy mà luôn phải lo lắng giúp đỡ cho tôi. Thật lòng, tôi mong anh bỏ qua được mọi chuyện và tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Em ơi nào. Mẹ tôi quyết định nhận nuôi anh Chi đấy. Anh Chi thật sự là may mắn đấy. Mà dạo này á, hình như mối quan hệ mẹ con em đã tốt hơn nhiều đúng không? Vâng, cũng khá hơn nhiều. Anh nhớ, ngày xưa em cứ hay khóc mỗi lần mẹ em làm em tủi thân. Em là cô gái lúc nào cũng vui tươi, sẵn sàng nhảy vào thế giới của người khác, ngay cả khi người ta không tiếp nhận. Nhưng em mặc kệ. Vậy mà lại hay khóc một mình nha. Nếu ngày đó mà anh không nhìn thấy em khóc, có lẽ chúng ta đã không có những đoạn đường sau này. Anh có vẻ hay nghĩ về quá khứ nhỉ. Con người phải hướng đến tương lai chứ. Nhưng nếu không có quá khứ thì làm sao có hiện tại? Có những chuyện trong quá khứ đã không giải quyết được. Anh biết á, là anh còn nợ em rất nhiều lời giải thích. Nhưng mà nghĩ lại, bây giờ tôi thấy không cần nữa rồi. Em không cần, nhưng là anh cần. Lucky đây rồi. Lucky đi chơi vui không? Vui lắm ạ. Em dự khi nào sinh? Cũng gần 2 tháng nữa.
Anh mong á được gặp mặt đứa bé quá. Cháu cũng thế ạ. Lucky cũng vậy. Bọn cháu sẽ là ba chị em. Lucky ngoan nào. Lucky ngoan nha. Đây, chú ẵm cho. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đấy. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Tay Trần không dại gì mà dở mặt vào thời điểm này. Vì trong thương vụ mua bán Lan Hà, anh ta cũng được hưởng lợi không ít. Như vậy có thể hiểu, nhất định là cô ta hoặc là bồ cô ta nắm thóp được tay Trần. Nếu như không tìm ra cách thì vụ kiện coi như xong đấy. Phải tính đến yếu tố bất thường mới được. Yếu tố bất thường của em là gì? Một điểm bất thường nào đó mà khiến cho tay Trần không thể đến được phiên tòa. Ví dụ? Tay Tuấn bảo tao bổ sung thêm nhân chứng. Vậy tại sao chúng ta không bịa ra nhân chứng?